Bà mẹ kỳ xanh, tác giả Phạm Thông. Chuyện này nói lên sự lật lọng của Mỹ Diệm ngay từ ngày đầu tháng đầu Hiệp định Geneva trên đất Quảng Nam quê tôi. Tám Túc đang đánh bóng chuyền cùng bọn choi choi trong làng. Đột nhiên lính quốc gia súng ống lịch kịch từ phía đường quốc lộ 1 băng qua hố Giang tiến thẳng lên thôn 8 bao vây rừng cấm Tịnh Sơn. Chết rồi, chắc bị lộ. Tám Túc tách khỏi đám nhỏ chạy về gặp mẹ. Bà Phụng rỉ tai con trai. Con cùng với chị Bảy Phú chạy kêu mấy đứa Mai Kim Vân Trình đến gặp mẹ bàn việc. Phải thật khéo, lộ là chết cả nhà. Cả đám đấy các con. Lê Mai, Mai Kim là cơ sở hợp pháp. Hiện họ đang ở nhà. Đến gặp thì không khó, nhưng trong lúc trộn rộn phải hết sức cẩn trọng. Tám chạy ngay. 10 phút sau hai anh đã có mặt phía sau vườn nhà bà Phụng. Anh Vân, anh Trinh nắm chức trung đội trưởng, trung đội phó dân vệ xã, đang chỉ huy đám dân vệ phối hợp với bọn lính sáu túi vây hãm rừng cấm. Trong lúc Bảy Phú lúng túng, chưa biết tính kế chi, thì hai anh lẻn rời đám lính đến gặp bà Phụng. Mấy người ngồi trụm đầu phía sau trái bếp, nghe bà Phụng chỉ thị từng lời. Giữa rừng cấm có 25 cán bộ đang ẩn mình, ta phải giải thoát họ ngay trong đêm. Trong khi hô hào, siết chặt vòng vây chung quanh rừng cấm để bắt cho được Việt Cộng, thì đồng chí Vân và đồng chí Trinh phải bố trí một khoảng hở độ 100 mét, nơi con suối chảy men biên rừng cấm. Hai đầu tiếp giáp khoảng hở phân công dân vệ canh gác là người của ta. Đây là lối thoát của các đồng chí ấy. Đồng chí Kim theo thằng Tám vào thổ miếu dẫn cán bộ ra. Đồng chí Mai cảnh giới tại đầu mối đường thoát. Con Bảy, con Út nấu cơm vắt đưa ra bờ suối phát mỗi người một vắt ăn đường. Từ chiều đến giờ các anh chưa có hạt cơm nào vào bụng. Đói không đi nổi. Nhớ bỏ muối hầm nữa nghe. Mọi việc theo phương án mà triển khai, tùy tình huống phát sinh các đồng chí tự ứng phó. Tình hình vô cùng cấp bách, nhất quyết phải vượt qua cái họa ngặt nghèo này. Mỗi người một nhiệm vụ. Mấy người đàn ông lập tức lách mình vào đêm tối. Từ khi Hiệp định Geneva ký kết, hàng ngàn cán bộ, bộ đội, kẻ đi đường biển, người đi đường bộ từ Quảng Nam lũ lượt kéo vào Bình Định, lên tàu thủy tại cảng Quy Nhơn tập kết ra miền Bắc. Thời gian bàn giao địa bàn Quảng Nam cho quân đội Pháp chỉ trong vòng một tháng, đến nay là tháng 11 năm 54. Như vậy, đã quá hạn rút lực lượng Việt Minh ra khỏi Quảng Nam 4 tháng. Trong 4 tháng qua, lính quốc gia chốt chặn dày trên đường quốc lộ 1, săn đuổi, bắt giữ cán bộ đảng viên đi tập kết muộn. Nhiều đồng chí bị chúng đập đầu, chôn sống, bỏ bao tời trôi sông, mất tích trên đường vào Bình Định. Trên đường một, quãng khó vượt qua nhất là dốc sỏi nước mặn, sông Vệ, Quảng Ngãi. Bí đường đồng bằng, huyện ủy Tam Kỳ, tỉnh ủy Quảng Nam liên kết với các đồng chí Quảng Ngãi soi đường núi đưa cán bộ tập kết đi vào Bình Định. Bọn địch mới vừa tiếp quản vùng tự do liên khu 5, chúng chưa kiểm soát được miền núi. Vì vậy, nếu ta dựa vào rìa đông Trường Sơn thì có thể đạp qua Trà Bồng, băng Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ vào Hoài Nhơn, An Lão, Bình Định. Thôn 8 Tịnh Sơn nằm mé chân Hòn Rơm, liên hoàn với dãy núi Chúa, Con Heo, giáp Quảng Ngãi, hội đủ các điều kiện để cán bộ tập kết dừng chân, lách tránh địch chốt chặn ở An Tân, dốc sỏi, tiếp tục vào miền núi Quảng Ngãi. Các đồng chí Mười Chấp, Ngô Độ xây dựng bà Phụng làm cơ sở chủ chốt, lập trạm thu nhận cán bộ tại đây. Bà Phụng lấy rừng cấm làm căn cứ. Rừng cấm còn gọi là rừng mây, bởi rừng toàn là mây. Mây đan dày cả vùng hàng chục hecta, bao bọc lấy ngôi miếu hoang ở chính giữa. Dân làng gọi là thổ miếu. Đây là nơi vô cùng linh thiêng, bao đời không ai dám đụng đến một nhành cây sợi mây. Rừng quá rậm rạp, ông Hùm hay về trú ngụ, dân làng lại càng sợ. Nhất là ban đêm, không một ai dám lãng vãng nơi này. Bà Phụng cho người tin cẩn chủ yếu là Bảy Phú, Tám Túc, Út Đa,
con bà, cắt lá mây che lều, nấp dưới các lùm cây để có chỗ cho người đến tá túc đôi ba ngày. Theo lệnh của bà, từ đây ông Mai, anh Kim tám túc đưa họ tiếp tục đi Quảng Ngãi. Giao liên các nơi dẫn người tới, ông Mai, anh Kim tám túc đón nơi hẹn để dẫn vào rừng mây. Việc đưa cơm nước do bảy phú Út Đa đảm trách. Nhà bà Phụng thuộc loại khá già trong vùng, lúa thu hoạch từ mấy chục sào ruộng, đổ ra say giã nấu cơm trong vài tháng nay. Bồ, ví cũng sắp trống rỗng. Bà Phụng có bốn người con đi bộ đội vệ quốc từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp, rồi từ đơn vị đi tập kết luôn ra Bắc. Quan hệ của bà với Việt Minh là quan hệ máu thịt. Cho dù nhà tan cửa nát, bà cũng quyết bảo vệ các đồng chí của con bà đến cùng. Bà Phụng tổ chức đưa cán bộ đi chót lọt được 5 đợt. Đợt này do một tay phản động ở gần nhà mách báo cho bọn Quốc dân đảng ngóc đầu dậy mới ra nông nỗi này. Bọn lính quốc gia, bọn dân vệ rọi đèn gió, đèn pin, sức dân khua mõ là ó vang trời. Chúng bắt loa kêu gọi các đồng chí của ta ra hàng để được chính thể quốc gia khoan hồng. Bọn chỉ huy còn hô hét đốt rừng mây, nhưng ông Trinh, ông Vân cản lại. Đây là rừng cấm rất thiêng, nếu đốt là động cả làng, không thể làm thế được. Các ông còn nói thêm, ông C nói vậy chứ chắc chi đã có Việt Cộng, mà dẫu có cũng không được làm thế. Đốt rừng mây là báng bổ thần linh, đã có người trong làng động đến rừng về chết giấc, chết đủ nghiệp cả. Mình cứ vây chặt bọn chúng không thể thoát được. Vây thế này đảm bảo con trồn con chuột cũng không thoát nổi, huống chi Việt Cộng. Sáng mai ta bắt dân phát đường xông vào hót gọn. Ở nhà bà Phụng nghe mõ khua vang trời, đèn đuốc lập lòe, đau thắt ruột. Mới cách đây 5-6 tháng, nhà bà là nơi hội tụ cán bộ dân quân, đoàn thể nông dân, thanh niên họp hành liên miên. Làng Tịnh Sơn của bà nhộn nhịp, yên bình, hạnh phúc lắm. Bởi đây là vùng tự do kia mà. Từ cách mạng tháng 8 đến nay, Việt Minh làm chủ đất này. Trên vùng đất sát núi nằm phía cực nam Tam Kỳ Ni, có mấy quả bom rơi đâu. Bọn Pháp từ Đà Nẵng, từ đảo Lý Sơn có đổ bộ càn quét thì cũng chỉ ở An Hòa, Bàng Thang. Quá lắm, chúng mò đến chợ Trạm, Diêm Trường thì đã bị bộ đội dân quân chặn đánh sứt đầu mẻ trán. Hồi đó, mấy đứa con bà, người đi chiến đấu ở cực Nam, Tây Nguyên, người ở nhà tham gia công tác huyện, xã, thằng Tám con út còn nhỏ, đi học cấp 1, cấp 2, cả nhà bà, cả làng của bà hăng hái tham gia kháng chiến kiến quốc. Ta thiết lập chính quyền của nhân dân rất vững vàng, có đủ tất cả. Hội đồng nhân dân, ủy ban hành chính kháng chiến, dân quân, công an, các đoàn thể, mặt trận, nói chung là đủ cả. Nói về kinh tế tư gia thì bà Phụng thuộc tầng lớp khá giả ở nông thôn, ruộng đất, trâu bò, bề bề. Mấy đứa lớn đi hết phải mướn người làm đông, người ăn đông, lúc nào cũng nồi ba nồi bảy, bếp núc luôn rực hồng. Bà theo lời bác Hồ dốc hết người, hết của cho kháng chiến chống Pháp. Con gái, con trai làng Tịnh Sơn ca hát, tập văn nghệ suốt đêm, đánh bóng, đá banh thường xuyên. Thế mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Trời có thấu không? Sau hiệp định đình chiến, bọn lính quốc gia từ Đà Nẵng tràn vào đây. Bọn Quốc dân đảng nằm yên tại chỗ trong kháng chiến 9 năm, nhảy ra bắt tay với giặc. Có một vài thằng bần cố nông nuốt cơm cứu tế của đoàn thể Việt Minh chưa trôi khỏi họng. Bồ chưa hết hạt lúa giảm tô, cuối cùng đã quay đít theo giặc, đuổi bắt người ân nghĩa. Chúng đàn áp người kháng chiến cũ, đàn áp con cháu bà theo kiểu của bọn vô học vô ơn. Ngay bây giờ đây, bọn chúng xua dân, khua mõ, đốt đèn hò hét, đuổi bắt những người kháng chiến như bắt con cọp, con nai, con heo rừng vậy. Nhưng trong đám đông ấy có rất nhiều người
tay gõ mõ, miệng la hét mà lòng đau như cắt. Họ bấm bụng cầu trời cho anh em mình thoát được. Họ đang nghĩ cách che chở. Thoát được, 2 năm nữa các ảnh sẽ quay về. Vài tháng nay bà Phụng sắm cho Tám Túc đủ các dụng cụ đi rừng, nào là bẫy kẹp, bẫy lồng bắt chồn, man, heo rừng, nào là lồng nhử cu đất, dựa quéo, chó săn thì đã có sẵn từ lâu. Tám rủ Kim mang vác các thứ đó, dắt chó luồn vào rừng mây, vừa đặt bẫy, vừa tiếp tế, nhận và đưa tin cho cán bộ mình ẩn mình tại thổ miếu. Rừng ở gần nhà nên hai anh thuộc từng cục đá, gốc cây, bụi mây lớn để làm đích. Các anh vạch đường luồng đi qua ngụy trang lại như cũ, cẩn trọng từng tí một. Ám hiệu bắt liên lạc giữa cán bộ với các anh, nhớ nằm lòng. Khi về, thỉnh thoảng phải có con chồn, con treo, con cu đất đánh lạc hướng những kẻ dòm ngó. Dù có ai để ý thì cũng tin mấy đứa ni đi săn thiệt. Vài ngày đổi hướng một lần, các anh vác dựa, dắt chó, xách dụng cụ săn lên trại sản xuất ở Đồng Cố, có khi lên tận chân Hòn Rơm, Hố Giang Thơm, Hố Dứa. Đi giết, người Tám gầy nhom đen thui, bà Phụng nghĩ mà thương con quá đỗi. Nhưng trong cái thời buổi loạn ly này, không còn cách nào khác. Bà phải quyết chí giúp đỡ cách mạng, cho dù phải tan cửa nát nhà, phải vào tù ra tội, phải hy sinh mạng sống của mình. Người ta nói đi đêm lâu ngày cũng gặp ma. Bà Phụng cùng các anh em cơ sở và đám con cháu giữ bí mật gần như tuyệt đối. Nhưng ai ngờ cái thằng cha xê ở xóm trở thành thằng chỉ điểm từ lúc nào rồi. Mấy bữa trước hắn bí mật rình mò, còn bây giờ hắn đi loanh quanh làm bộ vô can, nhưng lại có những cử chỉ ngầm báo cho thằng chỉ huy lính 6 túi rằng chắc chắn Việt Cộng đang ở trong rừng cấm. Và cũng tại thời điểm này, Tám Kim đang lách mình qua mắt bọn chúng, lọt vào thổ miếu. Vân Trinh đang căng đầu bố trí người mình canh gác theo sự chỉ đạo của bà Phụng, sao cho thật khéo để bọn phản động không nghi ngờ. Ông Mai ẩn mình trong bụi dứa rậm rạp ở bờ suối, căng mắt căng tai nghe ngóng, quan sát từng cử chỉ của địch và đám đông dân chúng ô hợp kia. Trong thổ miếu, các đồng chí của ta chuẩn bị tinh thần đối phó với giặc. Khi sa vào tay chúng thì nhất quyết không khai. Nếu có khai thì phải khai cho hợp lý, không ảnh hưởng đến bà con địa phương, không ảnh hưởng đến cơ sở cách mạng tại cái xứ sở này. Đây là nơi mà tất cả họ đều lần đầu tiên đặt chân tới. Họ tới là do Giao Liên dẫn đến lúc nửa đêm. Bà Phụng là ai, chỗ này là đâu, họ cũng mù tịt. Họ chỉ biết nơi đây có người dân, có đồng chí của họ che chở đùm bọc. Tất cả họ đang chuẩn bị tinh thần đối mặt, đối khẩu với địch. Tức thật, trước đây 5 tháng, họ là những chiến sĩ kháng chiến, có cả một vùng tự do rộng lớn từ Phú Yên ra tới Bắc Quảng Nam. Trên cả nước, lực lượng Việt Minh đã vô cùng hùng mạnh. Thế mà bây giờ ta chấp hành hiệp định đình chiến, tự giải giáp vũ khí, chuyển hình thức đấu tranh từ chính trị kết hợp vũ trang sang đấu tranh nghị trường, tiến đến tổng tuyển cử. Nhưng bọn theo Pháp, theo Mỹ có chấp hành đâu. Chúng tha hồ bắn giết người kháng chiến cũ, và ngay lúc này 25 người trong rừng mây Tịnh Sơn trong tay không một tấc sắt, tự chói tay cho bọn phản động chặt đầu. Ôi, cái hiệp định chi mà ngặt nghèo vậy hà trời. Nhưng tất cả phải chấp hành mệnh lệnh. Những người ra mệnh lệnh thì ở rất xa, làm sao thấy được cái cảnh này. Tư tưởng kiên quyết và dao động đang xen kẽ nhau, giằng xé tâm trạng của những đồng chí trong đêm tối mịt mùng giữa chốn hoang vu. Tình hình thật căng thẳng. Quá nửa đêm, đột nhiên hai chàng thanh niên mới lớn, Kim, Tám xuất hiện. Nhanh chóng, thật nhanh chóng, họ bấm nhau, mỗi người dắt sau lưng vài cái lá mục, theo ánh lân tinh phát sáng, bám lưng nhau vượt vòng vây địch.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cẩn trọng từng bước chân, các đồng chí đã lọt ra khỏi rừng mây. Theo hướng dẫn của ông Mai, tất cả bò qua mấy đám thố, tụt xuống lòng suối, lội xuôi, ngang qua cánh đồng, về phía đông. Ra giữa cánh đồng dừng lại, lãnh mỗi người một vắt cơm. Theo Kim Tám, quay ngược lên phía tây, đến thôn 7, men rìa đông Hòn Rơm, vào núi Con Heo. Thoát khỏi địch, nhưng chao ôi, đường đi lại vô cùng hiểm hóc. Trời tối mịt, đá cục lô nhô, nhiều người vấp ngã nhào. Đi cả đêm, mãi 5 giờ sáng mới tới đỉnh dốc Đồng Xúy, giáp Quảng Ngãi. Tám Túc ra mật khẩu, giao liên Quảng Ngãi ra đón vào rừng. Các đồng chí ôm Kim Tám, nói lời cảm ơn trong nước mắt trào dâng, tiếp tục vật lộn với đói đau, hùm beo, muỗi vắt, lội trăm núi ngàn đèo để đến Bồng Sơn, Bình Định, vùng có thời hạn tập kết đến 300 ngày. Biết bao nguy hiểm còn chờ phía trước. Hai thanh niên cầu chúc cho các anh, các chú ấy đi chót lọt. Trời vừa hửng sáng, tên chỉ huy lính sáu túi hô, tấn công! Bọn lính đẩy dân tấp vào, phát hàng chục đường luồng xuyên rừng. Gặp bụi mây rậm nhì nhằng, chúng ném lựu đạn nổ bung. Lựu đạn nổ vang trời, gạt phăng nỗi sợ hãi thần linh. Thêm nữa, chúng thừa biết, sau hiệp định đình chiến, cán bộ Việt Minh không được sử dụng vũ khí đánh lại đối phương. Tay không thì địch chi nổi súng đạn. Không sợ, nhiều tên lính sáu túi bươn bố vào thổ miếu, hòng lập công đầu. Nhưng thố miếu lạnh tanh, thằng chỉ huy la hét om sòm, đấm đá tên C, hắn còn rút súng dọa bắn. Tên C van xin, bọn quốc dân đảng địa phương hết lời can ngăn. Tên C thoát chết, tên chỉ huy gầm gừ, tức tối ra lệnh rút lui. Giữa năm 1956, tại các xã vùng thấp Trà My, ứ lại cả trăm cán bộ, chờ đi đường núi ra Bắc. Cơ sở ở đồng bằng hầu hết bị địch đánh vỡ, đồng bào dân tộc đói kém, đường tiếp tế lương thực bị cắt đứt từ mọi phía, không có chi ăn, các đồng chí đói quá, mò ra kiếm ăn, bị địch bắt giết. Giữa tình hình đen tối ấy, huyện ủy Tam Kỳ đề nghị bà Phụng dốc hết lúa gạo cung cấp. Bà ngó trong nhà còn 500 an lúa, huy động con cháu, bà con cơ sở xúc gánh say dã. Điều cốt tử là phải đảm bảo tuyệt mật. Địa bàn thôn 8 Tịnh Sơn đến thời điểm này còn khá trong sạch. Có vài tên phản nhưng đã lộ mặt cả rồi. Giữ là giữ kín với mấy thằng cha đó. Chỉ trong vòng nửa tháng say dã, gạch mang lên căn cứ đã vắt sạch lúa nhà bà. Của đống ăn đông cũng hết. Bảy Phú út bích than: mẹ làm thế thì tụi con còn chi mà ăn, bà nạt. Còn đảng, còn cách mạng, còn đồng chí, gia đình mình còn. Các con không được nghĩ vậy, nói vậy. Mấy ông anh bay nghe được thì buồn chết. Bà Phụng nói cứng, nhưng sau vụ ni chẳng còn hạt lúa nào đong cho người làm. Lâu nay bà lấy lúa, lấy ruộng, trâu bò, dẫy chanh dẫy chuối để gọi là giàu, chứ có tích lũy được tí vàng bạc nào đâu. Nhà giờ lại thiếu vắng đàn ông chủ chốt, mấy người con trai con gái lớn đi hết trọi. Cái nhà ni, cả con, cả dâu cả rể đi tập kết hết sáu thì người đâu mà còn. Bà, hai đứa con gái, một con trai, hai con dâu ở nhà thì bị bắt, bị quản thúc liên miên. Thời bình bà ngán chi, bà xoay được tất. Nghẹt nỗi gặp cái loạn ni, bà không kham chọn. Bà quyết định bán trục xào hạng nhất ở đồng bằng, giữ mấy mẫu ruộng ở đồng cố. Giữ ruộng trên là để vừa đóng trại sản xuất, vừa thuận lợi liên hệ với các chú nằm vùng. Nghĩ mà thắt ruột. Bán ruộng nhất của ông bà khai khẩn là mắc tội bất hiếu, nhưng vì cái nghĩa lớn hơn, phải bán. Sau luật 10 năm 9, trong một cuộc khủng bố vô cùng tàn bạo của địch, có người đàn bà tên L ở xã dưới không chịu nổi đòn tra tấn của giặc, khai bà Phụng là cơ sở của 10 chấp huỳnh sự. Bà ấy điểm chỉ cụ thể: bà Phụng dẫn tôi lên căn cứ gặp huỳnh sự. Lần này tai họa ập xuống nhà bà Phụng thật rồi.
bọn chúng bắt toàn bộ người lớn, tịch biên ruộng đất, dắt 8 con trâu, dỡ sạch nhà cửa. 8 túc nhảy núi theo các ông 10 chấp Ngô Độ. Ở nhà còn toàn đàn bà, chúng bắt hết. Bà Phụng, 2 con gái, 1 con dâu đều bị tống đạt vào tù, bị cầm tù, bị khai thác. Nhưng những ngón đòn tra tấn hiểm ác của địch không thể khuất phục được họ. Bà Phụng bị địch giải đi khắp các nhà tù Tam Kỳ, Hội An. Cuối năm 63, Diệm bị lật đổ, chính sách đối với tù chính trị của chế độ Sài Gòn nới lỏng, bà Phụng ra tù. Lãnh đạo huyện Tam Kỳ lo bà Phụng về, bọn ác ôn địa phương sẽ đón đường chôn sống. Các đồng chí bố trí người dẫn bà luôn lên Tứ Mỹ, phương Đông. Khi ấy bà đã trên 60, nhưng bà quyết chí theo Đảng, theo Bác Hồ, cùng các con các cháu nằm gai nếm mật, kháng chiến đến cùng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, con cháu bà Phụng lại lao vào công cuộc tái thiết đất nước, công tác tứ tán khắp nơi. Riêng bà Phụng đã trên 75 tuổi, nhưng nhất quyết, Tào không ở với đứa nào hết. Con trai, con gái, cháu nội Tào cũng không ở. Tao quay về quê thờ cúng, có chết cũng nằm trên đất tổ tiên dòng họ. 7 phú 8 túc buộc lòng phải đưa bà về với cái nền nhà khuất lấp gai bụi, cỏ tranh tùm. Ba mẹ con đứng giữa vườn cũ hoang vu, bà Phụng chỉ xuống mặt đất chai sần. Tao sinh ra từ đất này, nuôi bọn bay lớn lên cũng từ đất này, để ra đi làm cách mạng. Đất nước đã sạch bóng quân thù, làng quê mình yên bình rồi. Giờ đây dẫu chỉ còn 2 bàn tay trắng, mẹ cũng sống được ở đất này. Không còn thằng nào đè đầu cưỡi cổ bắn giết mình nữa, không phải ngủ hầm, không sợ bom đạn, có đói Tào cũng thỏa mãn. Đổi được cái giấc ngủ yên này phải bằng cái giá thiệt lớn đó các con ạ. Thằng Tám con Bảy ngó lại đi, gia đình mình đi hết cả nhà, đi hết 3 thế hệ mà đi chiến đấu chứ có trốn tránh mô, thế mà vẫn còn sống cả. Anh 4, anh 6, chị Nam bay tập kết cũng quay lại chiến trường. Anh 3 thì ở lại luôn trong chiến khu D dòng dã 20 năm. Thằng Công con Tấn, cháu nội Tào đều là du kích kỳ xanh. Chỉ tội nghiệp con gái út và con dâu đầu của tao không về nữa. Bà nghẹn ngào nhìn qua vườn bên cạnh. Còn như nhà anh Cảnh, tội nghiệp cho lão Cảnh, con ông bác bay quá. Lúc cả nhà đi tù, rồi cả nhà thoát ly sạch trọi, lão nhận nuôi thằng Công, con Tấn, con của Bốn Hân, cháu nội Tào, mà bây giờ 7 đứa con của lão đều hy sinh hết. Còn cái lớp trai cùng với bọn bay hồi ở rừng mây bây giờ có còn ai đâu. Mai, Trinh, Vân, Kim đều đã hy sinh. Cái thôn Tám này hàng trăm người ngã xuống và bây giờ bay ngó đi, có còn miếng tường cũ mô đâu, bom đạn hủy diệt hết sạch cả rồi. Nghe bà Phụng còn sống trở về, dân thôn Tám Kỳ Xanh mừng lắm. Họ chạy đến, kẻ góp chanh, người góp tre, dọn vườn, ban đất. Sau vài ngày đã dựng xong một ngôi nhà đơn sơ trên vườn cũ cho bà tá túc trong những năm tháng cuối đời. Và giờ đây bà Phụng đã yên nghỉ bên người chồng trong nghĩa trang gia tộc trên sườn đồi Hóc Tú ở phía đầu làng Tịnh Sơn, thôn Tám, Kỳ Xanh. Bà Phụng đã về lại quê, nhất định phải về lại quê sau 3 vòng đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.